Giờ thực hiện bài đầu tiên của lớp 7, bài 1. Viết một chuỗi và đếm nguyên âm và phụ âm. Nguyên âm người ta đã cho đây rồi. Nguyên âm. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy có A, có E. Có A, có E. Nhưng nó lại có thêm một cái nữa mà chúng ta cần lưu ý là A hoa và A thường. E, I, O, U. Được không? Được chưa nào? Như vậy lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái để tìm kiếm. Ở đây là chúng ta lưu theo cấu trúc ha. 00 rồi PS 17300 tên bình lab 7. Tại vì sao thầy không dùng lớp 7 câu 1, câu 2 hoặc là bài 1, bài 2? Bởi vì tí nữa chúng ta viết chung lại với nhau. Viết chung lại với nhau. Mười chín. Chúng ta sẽ có lớp 7. Rồi. Chúng ta sẽ có cái đầu tiên. Chúng ta sẽ viết chương trình. Bây giờ cái chỗ này chúng ta đọc vô, chúng ta thấy là nguyên âm phụ âm, thì có phải là mình đưa vô một ký tự, mình sẽ kiểm tra xem ký tự này là nguyên âm hay phụ âm, đúng hay sai, đúng không nào? Đúng không? Alo. Đúng rồi. Ý tưởng của mình là vậy đúng không? Như vậy thì mình sẽ hình thành một cái ý tưởng trong đầu là mình xây dựng một cái hàm. Cái hàm này kiểm tra cho mình là kiểm tra nguyên âm. Đầu vào của mình là cái gì? Đầu vào của mình là gì đây? Đầu vào của mình là một ký tự. Đầu ra của mình là đúng hay sai? Đó, đúng là nguyên âm thì trả về kết quả là đúng, mà sai nếu không phải là nguyên âm thì trả về kết quả là sai. Như vậy cái hàm của mình, vậy hàm của mình kiểu trả về là kiểu gì đây? À, u. Đầu vào có mấy tham số? Mấy tham số? Một tham số kiểu gì? Kiểu ký tự là kiểu character. À, kiểu character. Đó, hàm của mình sẽ xây dựng với cái tên là kiểm tra nguyên nguyên âm. Bây giờ mình sẽ xây dựng một cái hàm full với cái tên là kiểm tra nguyên âm. Ha, viết vậy khó hiểu quá đúng không? Mình viết là nguyên âm đi. Rồi, đầu vào character một cái ký tự C nào đó. Đúng không? Mình viết cái này là dạng prototype. Rồi mình copy xuống dưới. Mình copy xuống dưới để mình viết. Rồi. Giờ làm gì đây? Mình sẽ khai báo một cái mảng là nguyên âm, mình định nghĩa một cái mảng là nguyên âm. Đúng không? Mình định nghĩa một cái mảng là nguyên âm. Cái mảng nguyên âm của mình này nó sẽ bằng những ký tự nào mấy đứa? Bằng gì? A U E O A I ể oải đúng không? Phải không? Đúng rồi. Đó. E. Có phải là ể Phải oải không? là Phải nha, ể oải. Này học tiếng Anh biết rồi đúng không? Rồi khai báo một cái mạng.
Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là kiểm tra thử C có nằm trong cái NA này không? Có nằm trong cái mảng nguyên âm này không? Thì muốn như vậy thì chúng ta sẽ for int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn mấy mới được? Nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn mấy là được? Mình có tổng cộng mấy ký tự trong cái mảng NA này, mảng nguyên âm này mấy ký tự đây? 10 thôi. 10. Thì mình nhỏ hơn 10 tức là nó chạy từ 0 đến 9, đúng không? Rồi, y cộng cộng. Nếu cái gì? Nếu C mà bằng bằng NA thứ y thì làm sao? Nếu phát hiện ra một cái C mà có trong NA thì làm sao? Return đây. À, Thì đúng có trả rồi. liền thôi. Ừ, trả về gì? True. Đúng rồi. True ha. Return false. Đó, return true rồi, return false. Nếu tìm thấy cái ký tự mình đưa vào để mình tìm đó, mà một trong những ký tự này thì chúng ta return là true, còn không thì chúng ta return là false. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Mình khai báo một cái biến A. Mình khai báo một cái biến A. Mình cho bằng, nhớ là một ký tự thì bạn không đưa nguyên chuỗi nháy kép được nhé, bạn cho chữ A này thôi, chữ A, ví dụ như là mình cho bằng G đó. Một ký tự thì mình bằng nháy kép nha. Khi nào mà một mảng kiểu ký tự giống như chỗ này thì mình mới là nháy kép, còn không là mình nháy đơn nhé. Một ký tự thì mình nháy đơn. Nếu nguyên âm của A, A này là biến A nhé, chứ không phải là ký tự A nhé, của A thì mình xuất ra đây là nguyên âm, còn không đây là phụ âm, được không? Chỗ này hiểu không? Mình kiểm tra chữ G này nè, là nguyên âm hay phụ âm? Thế các bạn là nó in ra dòng 8 hay dòng 10? Trong 10. Rồi chạy nhé. Thiếu CI. À, thiếu using. Rồi, đây là phụ âm. Ví dụ mình thử vô chữ U. Đây là nguyên âm. Ví dụ chữ E hoa. Đây là phụ âm. Ủa sao vậy ta? Sao đây là phụ âm chữ E hoa mà? Vậy mình sai cái gì? Chữ E hoa. For y chạy từ 1 đến n, nếu C bằng NA thứ y. Chữ Do E thầy hoa. chưa kiểm tra chữ in hoa nữa thầy. Đâu, in hoa đây nè. Tại sao nó bỏ qua chỗ này? Chưa hết for mà. Sai ở đâu biết không? Đây là những tester sử dụng đầu óc của tester. Kiểm tra giúp thầy. Sai ở đâu?
Đây là nhiệm vụ của Victor. Sai là chỗ điều kiện. Đây, sai là chỗ này nè. Cực kỳ nghiêm trọng nhé. Nếu như C mà bằng NA của Y thì trả về true. Còn không bằng NA thì đi tìm tiếp dùm cái. Đi tìm tiếp dùm cho một cái. Chưa đi tìm mà đã kết luận phone rồi. Sai. Sai là sai về cái sườn đó. Sai về cái thuật toán đó. Chỗ này không eo nhé. Nhớ nha. Thầy cố tình bẫy để các bạn nhớ. Đây là phát huy tài năng của Tester. Được không? Như vậy chỗ này không eo ở đây được. Không eo chỗ này được. Mà chúng ta sẽ return phone chỗ nào? Khi nào mà anh chạy hết vòng for đi mà anh cũng không tìm thấy thì anh đã kết luận. Chỗ này em chưa tìm xong mà. Ví dụ mình đưa vô chữ E thì nó so với U không bằng. Lúc đầu là không bằng, không lẽ nó xuống nó kết luận liền là không phải à? Chưa mà, chưa tìm thấy mà, chưa hết mà. Như vậy thì khi nào kết thúc vòng for mà vẫn không thấy thì lúc này mới rỉ tính phone. Chỗ này phải nhớ, nhớ rất kỹ. Được chưa? Còn chương trình của mình lúc nãy có bị lỗi không? Không. C có phát hiện lỗi đâu. Không lỗi nè, không cảnh báo nè. Nhưng mà thực chất là thuật toán của mình có bị lỗi không? Lỗi. Nhấp cho chữ E. Nó là phụ âm. Sai. Được chưa? Để lại. Đây là nguyên âm. Được, đúng ý mình chưa? Đúng nha. Cho nên chỗ này mình không có eo return phone, mà return phone khi nào kết thúc vòng for. Tìm hết rồi. Tìm hết nguyên lớp rồi mà không có ai tên E hết thì lúc này mình mới kết luận là không có bạn E trong lớp. Được không các bạn? Dạ. Hiểu. Hiểu nha. Mới tìm bạn đầu giải nó không có rồi. Là sai nhé. Rồi. Bây giờ mình đã có được kiểm tra từng ký tự. Mình kiểm tra được rồi. Được không? Bây giờ mình nhập nguyên chuỗi vô. Nhập nguyên chuỗi vô. CHA. Nhập nguyên chuỗi vô. Chuỗi này. Bạn có quyền khai báo rỗng. Được không? Chuỗi này bằng chữ rộng. Không cho. À, character chữ thế chứ. Chuỗi này bằng chữ rộng. Đó là chuỗi của mình khai báo là chưa có gì hết. Còn nãy giả sử chỗ này mình không có. Không được nha. Bắt buộc phải đưa vô chuỗi của mình có độ dài bao nhiêu. Còn nếu như mà mình khai báo theo kiểu là gán cái chuỗi này là chuỗi rỗng thì mình khỏi cần đưa độ dài. Chú ý chỗ này nhé. Rồi xuống hàng. Mình sẽ nhập chuỗi vào. CL. Nhập vào một chuỗi. Nhập vào một chuỗi. Mình dùng lệnh gì để nhập ta? Nhập chuỗi. Có phải CIN không? Khi mà xài với chuỗi thì không nên say in nhé. Get hết chuỗi. Nhớ chưa? Get hết chuỗi. Được không? Get hết chuỗi. Rồi, mình có được chuỗi rồi. Mình làm gì nữa? Mình đi tìm từng ký tự của chuỗi. Xem thử nó là nguyên âm hay phụ âm. Nếu nguyên âm thì làm gì? Người ta nói đếm. Đếm có nghĩa mình phải cần cái gì các bạn? Đếm thì cần gì? Cần gì nào? Cần biến. Đếm. Đi đâu hết rồi?
mình cần biến đếm int. Giả sử biến đếm của mình là na là nguyên âm, phải biến đếm của mình là pa là phụ âm. Mình cần phải khai báo gì thêm ở chỗ này nữa không? Khi mà thao tác đến biến đếm. Khi thao tác đến biến đếm thì sao? Na bằng gì? Bằng không. Nb bằng bằng không. Với biến đếm thì chúng ta sẽ khởi tạo cho nó giá trị bằng không. Bây giờ mình sẽ duyệt hết chuỗi này. Muốn duyệt hết chuỗi thì nhu cầu của mình là duyệt hết chuỗi từ đầu chuỗi đến cuối chuỗi. Vậy mình sẽ viết vòng lặp for để duyệt. Int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn. Nhỏ hơn bao nhiêu đây? Mình biết nhỏ hơn bao nhiêu làm sao biết? Mỗi lần nhập chuỗi độ dài và độ ngắn của chuỗi khác nhau. Làm sao mình biết là bao nhiêu mà dừng? Mình đã học về chuỗi rồi. Cái hàm xử lý về chuỗi. Làm sao mình biết được độ dài của chuỗi mình nhập vô là bao nhiêu? Alo? Sử dụng hàm lấy độ dài chuỗi. À, là hàm gì ta? S. T. R. Len. Hàm lấy độ dài chuỗi. Rồi, lấy độ dài chuỗi. Chấm phẩy. Ý. Cộng cộng. Rồi. Nếu như mà chúng ta có được như vậy, chúng ta duyệt hết rồi, thì chúng ta sẽ kiểm tra. Bây giờ cái if của chúng ta nó giống y chang như cái if trên này. Lúc nãy là chúng ta kiểm tra ký tự A. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái gì đây ta? Nguyên âm của cái gì? Của gì? Của chuỗi thứ y, đúng không? Ký tự thứ nhất, ký tự thứ hai, ký tự thứ ba. Rồi, nếu như chuỗi là đúng là nguyên âm thì làm gì? Thì na hả, tăng nguyên âm lên. Còn không thì phụ âm tăng lên. Được chưa? Rồi, mình nhập vào một chuỗi, mình đếm xong. Bây giờ xuất số nguyên âm. Số nguyên âm 2 chấm. Nguyên âm. Xuyệt n số phụ âm. 2 chấm phụ âm chấm phẩy. Test thử nha. Chuẩn bị các tester, chuẩn bị khả năng của mình. Str lên chuỗi. Mình xài, muốn xài được cái này mình phải khai báo thư viện gì ta? Mình muốn xài được mình phải khai báo thư viện. Thứ nhất xài string hết. Đúng rồi, mình đang khai báo chuỗi nha. Khai báo chuỗi mình xài hàm về xử lý chuỗi, mình cần phải có string. Rồi, chạy. Nhập vào chuỗi A, B, C, D, E. Mấy nguyên âm, mấy phụ âm? 2 nguyên âm, 3 phụ âm. À, 2 nguyên âm. Phụ âm sai rồi. Phụ âm gì mà nhiều vậy? Phụ âm sao nhiều vậy? Biết sai cái gì không? Đây là vấn đề của tester này. Nhiều vấn đề lắm. Bây giờ các bạn sai là sai ngay chỗ này nè. Chuỗi của mình đang là chuỗi rác.
cho nên phải thêm giá trị mặc định như nó này. Mình sẽ khởi tạo bằng 100. Nhớ nha, có những cái cực kỳ đơn giản nhưng mình dễ, rất là dễ bị sai. Sai những chuyện mình không biết tại sao sai. A, B, C, D, E. Hai nguyên âm, ba phụ âm. Thấy không? Mình cứ tưởng rằng là được nhưng mà thực ra không được. Đó, cho nên đối với lại một lập trình viên, người ta lập ra, người ta chạy ok. Nhưng mà đôi khi tester phải phát hiện được. Rồi bây giờ nhìn lại nhé. Có một vấn đề tiếp theo chúng ta cần phải xử lý. Hồi nãy mình nhập ABCD thì quá tốt rồi, đúng không? Vui quá. Theo các bạn, mấy nguyên âm, mấy phụ âm? Mấy nguyên âm, mấy phụ âm? Vui quá. Nguyên âm, 1, 2, 3, 4. Nếu thầy enter ngay chỗ qua thì sẽ là 4 nguyên âm, 4 phụ âm. Mấy phụ âm? 4 phụ âm. 4 nguyên âm. Chữ vui, cái dấu cách đó là bản thân nó tự cách rồi. Vậy là rồi. Chỉ là có 3 phụ âm thôi, rồi. Có thêm cái dấu cách nữa. Đúng hay sai? Sai thầy, tại vì cách nó không tính là phụ âm. Okay. Cắt thêm trường hợp riêng cho nó. Vậy mình xử lý làm sao? Xử lý sao với dấu cách? Dấu câu. Không những dấu cách mà còn dấu phẩy, rồi dấu chấm phẩy, rồi dấu chấm than, rồi dấu chấm hỏi. Rất là nhiều đúng không? Được không nào? Như vậy thì chỗ này nó có rất nhiều cách xử lý. Bây giờ mình sẽ có rất là nhiều cách xử lý. Vậy mình sẽ khai một cái mảng là từ A đến Z, từ A hoa đến Z hoa là ký tự. Thì nếu ký tự thì mới xét ở đây, còn nếu không phải ký tự bỏ qua. Được không? Được không? Làm được chuyện này không? Tạm thời mình chấp nhận đến đây nhé. Bài đó là bài phát triển. Ha? Bây giờ thầy chỉ xử lý cho các bạn là ký tự này là khoảng trắng thì bỏ qua. Ký tự này là khoảng trắng thì bỏ qua. Còn không phải khoảng trắng thì đếm. Thầy chỉ xử lý chỗ này thôi. Còn ngồi khoảng trắng ra, nó còn dấu chấm câu, nó còn ký tự đặc biệt. Đó, cho nên mình xử lý gọn nhẹ bằng cách kiểm tra nó nằm từ A đến Z thì xét, còn nó không nằm thì thôi. Đó là bài phát triển nha. Còn bài của thầy, thầy sẽ kiểm tra nếu như chuỗi thứ y mà khác ký tự trống, nhớ ký tự trống nha, ký tự trống thì làm cái này đó. Nếu mà khác ký tự trống thì làm cái này, còn không thì không làm. Được không? Bây giờ chạy lại nhé. Vui quá. Đi. Enter. Và vui quá giống lúc nãy. 4 nguyên âm, 2 phụ âm. Tạm thời như vậy là ok đúng không? Phải không nè? Rồi chạy lại. Vui quá, tôi đã làm được bài số 1. Enter. 13 nguyên âm, 11 phụ âm. Vui quá, tôi đã làm được bài tập số 1. Được chưa nào? Cơ bản là đến đây.
phần phát triển cho các bạn. Phát triển cho các bạn. Bỏ qua. Chỉ xét. Chỉ xét ký tự từ A đến Z, phải từ A hoa đến Z hoa.